lột đồ nói món gì. Để ta chuẩn bị trước chứ gì đó. Muốn khỏi lột ra lột vô. Bếp cơm thông báo là chỉ phục vụ bệnh nhân ung thư và người nuôi bệnh. Những ai mà đi nhận cơm không mặc áo vàng, không đeo thẻ, không có hóa đơn đóng viện phí, bếp cơm kiểm tra không phải là những người bệnh nhân đó, thì mình sẽ không có đứng vô trong hàng này. Bếp cơm không phục vụ những người bên ngoài, những ông bà ở bên ngoài làm nghề lượm ve chai bán vé số có nhà ở Sài Gòn không nên đi nhận cơm, chỉ nhường cho những người chưa có và họ là bệnh nhân thôi. Bếp cơm sẽ không phục vụ những người bên ngoài nhé. Chỉ giúp đỡ những người bệnh nhân, những người có thẻ nuôi bệnh hoặc có hóa đơn thôi. Các ông bà già bên ngoài có nhà Sài Gòn, có con cái thì vui lòng về nhà, không có xếp hàng đây nhá. Bà mới ra chú Thanh. Cái bà mới ra đó là bà bà không có những cái gì hết, là không có cho bà xếp hàng được. Để con ra con kiểm tra rồi về cuối hàng được. Dưới đó đi, hàng dưới đây. Bà ơi, bà có hóa đơn đóng viện phí không ạ? Thưa bà, có hóa đơn đóng viện phí không ạ? Tôi điều trị ở Chợ Rẫy, ngoại chú tôi ra chăm cứu á. Nhưng bà làm thế nào bà chứng minh được bà là người bệnh nhân? Đây nè, cái chân có không phải có hóa đơn đóng viện phí hoặc có báo cáo vàng đeo thẻ. Bà không có những cái thứ đó, bọn con có không có vàng đeo thẻ là cái người đi nuôi, còn tôi là ở nhà không có ai, của mình tôi không. Bây giờ bọn con đã, bà biết là 300-400 người cũng giống như bà, họ cũng nói thế, họ ngồi bên kia, bọn con đã mời đi hết rồi. Bây giờ bà có hóa đơn đóng viện phí thì con sẽ phục vụ bà, còn bà không có hóa đơn đóng viện phí thì không phục vụ. Đi khám bệnh mà rồi cái đấy có dạ. Nè, đâu thấy được nè, đây nè, bệnh viện mắt nó mới vừa đi chích đấy. Dạ dạ, thì bây giờ bà mở hóa đơn đóng viện phí ra, đúng thì là bọn con phục vụ vậy thôi. Dạ. Còn không phải là bọn con không phục vụ. Hóa đơn đóng viện phí lần gần nhất. Đây. Dạ. Rồi để cho con đó. Coi. Đó. Thưa bà đó. Tên gì ạ? Trần Thị Lệ Tâm. Rồi bà. Đúng mà, tôi không có nói dài, dài đâu. Đây là từ 14 tháng 7 2023. Đây, đây đây, còn có một cái hóa đơn nào gần nhất tháng 10 đi thưa bà. Tụi con xin phép là tụi con kiểm tra một lần thôi, nhưng mà bọn con nhớ mặt lần sau bọn con nè, không kiểm tra nè, nữa. Nè, mới đóng nè. Dạ rồi. Mới đóng dạ, mới dạ. Đi chích mấy ngày nè. Bây giờ kêu nó đi tái khám lại nữa. Rồi rồi. Đóng 1 triệu lần dạ, đó dạ. Hết nè đó. Con chỉ kiểm tra một lần thôi là con nhớ, lần sau bà ra là đó. Mắt không thấy được, chích cũng không mắt luôn á. Một mũi 1 triệu đó. Rồi. Không có bảo hiểm luôn. Ok á. Ok. Đó cái dây, đây, cái dây đây. Là đeo vô mới vừa rồi rồi, rồi ok ok rồi, cảm ơn bà nhé, lần sau khỏi kiểm tra nữa. Thì bà biết là 300-400 người, người ta ngồi ở bên kia kìa, người ta ai người ta nói bệnh hết ấy, nhưng mà ta gây mất trật tự. Dạ.